Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con kính bạch sư chứng minh. Kính bạch chư tôn đức. Kính thưa quý Phật tử. Hôm nay là khóa tu thiền Bát Quan Trai lần thứ hai tại chùa An Lạc. Vào định kỳ mỗi tháng thì tại chùa An Lạc, diễm phúc cho đạo tràng, chúng ta được cung thỉnh sư từ Thái Bình để trở về hướng dẫn cho quý Phật tử phương pháp hành thiền. Và khóa hành thiền lần thứ nhất thì sư đã hướng dẫn cho quý vị đề mục hơi thở, đề mục tâm bi. Và trước đó thì sư đã hướng dẫn đề mục tâm từ và đề mục niệm ơn Đức Phật rồi. Thì theo sự chỉ dạy của sư thì trong ngày hôm nay, thời khóa buổi sáng thì giờ đây thì sư sẽ chuẩn bị hướng dẫn cho quý vị sám hối, rồi sư sẽ truyền giới Bát Quan Trai cho quý vị, và sau đó sư sẽ hướng dẫn cho quý vị đề mục hành thiền tâm, đề mục hành thiền niệm pháp, niệm Phật. Rồi bây giờ mình sẽ học được cái chủ đề là niệm pháp, và sau đó thì chúng ta sẽ có ngồi thiền và sư sẽ hướng dẫn cho quý vị hành thiền niệm pháp và niệm hơi thở. Sau đó xong thì đại chúng sẽ nghỉ ngơi một chút xíu và sẽ quay lại tiếp tục hành thiền, cuối cùng là sẽ mới trình pháp và vấn đáp. Thì sau đó chúng ta sẽ ăn trưa, ăn trưa nghỉ ngơi xong thì 1:15 thì sư sẽ tiếp tục hướng dẫn cho quý vị hành thiền đề mục tâm hỷ. Hôm trước mình đã được học tâm từ với tâm bi rồi, buổi chiều thì sư sẽ hướng dẫn đề mục tâm hỷ, rồi sau đó sẽ cho quý vị hành thiền đề mục tâm hỷ và hơi thở và nghỉ, rồi sau đó lại tiếp tục hành thiền và trình pháp. Đại ý là cái chương trình cũng giống như là khóa tu lần thứ nhất. Thì đây là khóa tu tập hành thiền, cho nên là để trợ duyên cho khóa tu được viên mãn, cũng như là trợ duyên cho những bạn đồng tu tu tập tốt nhất có thể. Thì xin đại chúng là trong một ngày hôm nay hạn chế nói chuyện nhất có thể, dạ, gần như hạn chế nhất có thể nói chuyện. Và nếu việc gì quá quan trọng thì quý vị hãy mới gọi điện, mà có gọi điện thì nói chuyện rất nhỏ. Riêng trong chánh điện này thì sẽ gần như không có nói chuyện luôn ạ. Tất cả chỉ hành động thôi. Còn muốn nói chuyện thì quý vị ra phía ngoài và nói chuyện rất nhỏ, để mà liên tục trong ngày hôm nay ở trong không gian trang nghiêm yên tịnh này, để cho những người bạn đạo của mình cũng có cơ hội được hành thiền và không có bị ảnh hưởng bởi cái tiếng động xung quanh. Và cũng là cách để mình trợ duyên cho khóa tu này được nhiều lợi ích. Và xin thưa với đại chúng, trong kinh Đức Phật có dạy là vô minh nó có cái thức ăn là năm triền cái. Và năm triền cái bắt đầu nó có những cái thức ăn là: đầu tiên là mình không có gần bậc chân nhân, bậc thầy lành, bạn tốt. Và không có gần thì mình sẽ không có nghe pháp. Và không có nghe thì mình sẽ không có đức tin trong sạch. Và không có đức tin thì từ đó mình mới sanh ra những cái phi như lý tác ý, rồi không có phòng hộ các căn, rồi dẫn đến thân khẩu ý làm những cái ác hành, làm lớn năm triền cái và làm lớn vô minh. Và minh giải thoát, con đường tu tập an lạc thì cũng bắt nguồn đầu tiên là phải gần được bậc chân nhân, bậc minh sư, bậc thầy lành bạn tốt. Rồi gần bậc chân nhân, thầy lành bạn tốt thì mình mới có nghe pháp, có nghe thì mình mới có đức tin, có đức tin rồi từ đó mình mới hành theo. Hành theo như vậy mình mới có biết phòng hộ các căn, biết giữ gìn thân khẩu ý, và từ đó mới lớn lên được thất giác chi, tứ niệm xứ và đạo quả. Vì vậy là gần được bậc thầy lành bạn tốt, đó là bước chân đầu tiên và cực kỳ quan trọng trên cái quá trình tu học của mình. Và diễm phúc cho đạo tràng chúng con hôm nay, và trong thời gian qua chúng con được nương tựa nơi sư ở pháp học và pháp hành. Sư đã hướng dẫn cho chúng con đường hướng một cách rõ ràng và từ thấp lên cao. Đó là diễm phúc cho chúng con, cũng như là diễm phúc cho quý Phật tử đời này được làm người, được sáu căn đầy đủ, được gặp Phật Pháp, đặc biệt là được gặp một vị thầy để chúng con được nương tựa tu học. Đó là phần phước cho cuộc đời của chúng con. Với tất cả sự biết ơn cũng như là sự cung kính và tâm mong mỏi học pháp của chúng con, thì hôm nay là sư có mặt trong khóa thiền thứ hai với từ tâm của sư. Sư bay từ ngày hôm qua vào trong buổi tối để kịp sáng nay để giảng pháp cho quý vị. Thì thầy mong với tất cả sự từ tâm của sư, cũng như là sự
từ xa của sư về đây giảng cho quý vị các cái phương pháp tu tập thì rất là khó, cho nên quý vị ráng cố gắng tiếp thu những lời giảng của sư nhiều nhất có thể. Để biểu hiện sự biết ơn đó thì xin mời đại chúng cùng đứng lên, cùng quỳ lên đảnh lễ sư ba lễ và cung thỉnh sư khai pháp bắt đầu ngày hôm nay. Con cùng tỉnh sư đại chúng ngồi xuống. Trước khi vào thời giảng pháp và hướng dẫn hành thiền thì các Phật tử cùng niệm Nam Mô Tát Sa ba lần. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Trong buổi tu tập hôm nay, sư sẽ hướng dẫn cho toàn thể quý vị một pháp môn hành thiền, đó là thiền niệm ân đức pháp, và đó cũng là đề tài mà sư sẽ giảng một cái bài pháp về thiền niệm ân đức pháp. Thì mà mọi người chúng ta rất là quen thuộc với pháp môn niệm Phật, niệm ân đức Phật hay thực hành thiện niệm ân đức Phật, mà còn có một pháp môn nữa, đó là thiền niệm ân đức pháp. Thì sở dĩ Đức Phật là thành Phật là vì Đức Phật ngộ ra được những cái sự thật, và Đức Phật tuyên thuyết nên các sự thật ấy, và tất cả các sự thật ấy thì được gọi là pháp. Vậy thì pháp là cái pháp môn tu tập, và pháp cũng là cái trí tuệ giác ngộ, pháp là những cái lời tuyên thuyết, những lời giảng dạy của Đức Phật. Thì mình có thể hiểu rằng pháp là những cái lời dạy của Đức Phật được kết tập ở trong tam tạng kinh điển, đó là kinh tạng, luật tạng và luận tạng, đó là những giáo pháp. Và những giáo pháp ấy ở trong tam tạng kinh điển ấy thì đều chỉ dạy ba vấn đề, đó là chỉ dạy về cái pháp tu tập về giới, pháp tu tập về định, pháp tu tập về tuệ. Vậy thì pháp cũng có nghĩa là giới, là định, là tuệ. Đấy cũng được gọi là pháp. Hay, pháp thì có pháp học và pháp hành. Như là những kinh luật luận ấy là những pháp mình cần phải học, và giới định tuệ ấy là những pháp mình cần phải hành. Và khi mình có học pháp, có thực hành pháp sẽ thành tựu được các pháp, đó là tứ thánh đạo, tứ thánh quả, niết bàn. Vậy thì pháp gồm có pháp học, pháp hành và những pháp đưa đến sự thành tựu, sự chứng đắc, sự chứng ngộ về thánh đạo, thánh quả, niết bàn ấy. Thì như vậy đấy cũng được gọi là pháp, pháp học, pháp hành và pháp thành tựu như vậy. Thì với một cái người niệm thực hành bất cứ một cái pháp môn nào cũng cần phải có đối tượng để mình hướng tâm đến và mình tưởng niệm đến ân đức của đối tượng ấy. Như khi mình niệm ân đức Phật, mình phải hướng đến hình ảnh Đức Phật, và mình suy xét đến những ân đức thâm sâu, những ân đức cao thượng của Đức Phật.
Thì nếu như mình thực hành thiền niệm ân đức pháp, mình cũng phải hướng tâm đến giáo pháp, và sau đó mình suy xét đến các ân đức cao thượng, các ân đức thâm sâu của giáo pháp. Nếu như một người mà niệm ân đức Phật thì mình chỉ có một đối tượng, đó là đức Phật. Còn niệm ân đức pháp, mình sẽ có rất nhiều pháp môn để mình hướng đến. Và có tới 84.000 pháp môn của Đức Phật đã tuyên thuyết, là những lời dạy của Đức Phật. 84.000 pháp môn ấy đều là đối tượng để cho một người có thể hướng đến. Và mình suy xét đến các cái ân đức cao thượng thâm sâu của giáo pháp. Vậy thì niệm ân đức pháp sẽ có cái sự trìu tượng hơn, rộng lớn hơn. Và pháp rất là quan trọng, bởi vì những người có nhân duyên để gặp Đức Phật thì rất ít ở trên cuộc đời. Có thể mình sinh ra ở đời này, mình không được gặp Phật. Phật chỉ còn là tượng trưng, nhưng mà mình vẫn còn nhân duyên để gặp pháp. Vậy thì pháp mới là cái con đường đưa mình đến sự giác ngộ, sự giải thoát. Vậy nên Đức Phật nói rằng ai thấy pháp là thấy Phật. Và khi Đức Phật mới thành đạo thì Ngài suy xét, xem xét rằng ở thế gian này có ai có những cái giới hạnh, có đức hạnh cao thượng hơn, đáng để ta nương tựa hay không. Thì Đức Phật thấy rằng trong tam giới, trong khắp cõi thế gian này, không có ai có cái đức hạnh cao thượng hơn để mình nương tựa. Và Đức Phật thấy rằng ta chỉ còn nương tựa vào pháp mà thôi. Vậy thì Đức Phật, ngay cả Đức Phật cũng còn tôn kính pháp, Đức Phật cũng còn nương tựa pháp. Vậy thì pháp làm có một cái đức hạnh rất là thâm sâu, rất là cao thượng, đáng để cho mình nương tựa. Và khi Đức Phật thuyết giảng giáo pháp sau 45 năm, đến trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn, thì các vị tỳ kheo có đến hỏi Đức Phật là sau này chúng con biết nương tựa vào đâu sau khi Thế Tôn nhập diệt. Thì Đức Phật nói rằng hãy nương tựa vào pháp, hãy lấy pháp làm thầy. Vậy thì Đức Phật chỉ tồn tại ở trên cuộc đời trong một thời gian ngắn, nhưng giáo pháp thì vẫn còn tồn tại rất lâu dài. Và giáo pháp ấy cũng giống như là hiện thân của Đức Phật, sẽ dẫn dắt mọi người, sẽ đưa mọi người từ ở cái nơi khổ đau đến cái bến bờ giác ngộ, an vui, giải thoát. Vậy thì nếu như một ai có cái sự hiểu về pháp, có sự trân trọng pháp, có nương tựa pháp, có thực hành pháp, có đức tin với pháp, thì cái người ấy sẽ đạt được cái sự an lạc, sẽ đạt được cái sự lợi ích, sự tấn hóa, sự an vui lâu dài. Chính vì cái tầm quan trọng của giáo pháp như vậy, cho nên nếu như mình có niệm ân đức pháp, mình sẽ có được cái nhìn nhận nó thâm sâu hơn, cái sự hiểu biết về giáo pháp sẽ sâu sắc hơn, và cái niềm tin về giáo pháp của mình nó cũng sẽ tăng trưởng hơn. Và giáo pháp ấy mình sẽ dễ dàng tiếp thu, tiếp nhận, hay là mình có thể thực hành giáo pháp đi đến chứng đạt, chứng ngộ và chứng đắc những điều mà trong giáo pháp sẽ chỉ dạy. Đó là cái nguyên nhân, đó là cái mục đích, là lý do mà chúng ta có thể thực hành thêm một pháp thiền nữa, đó là thiền niệm ân đức pháp. Thì trong cái pháp niệm ân đức pháp có 6 ân đức. Trong 6 ân đức có cái bài kệ là Svakkhato Bhagavata Thammo Sandhithiko Akaniko Ebasiko Opalayiko Pachatham Guritapo Vinyuhiti. Pháp được Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu. Đấy là 6 ân đức. Thì cái ân đức thứ nhất là pháp được Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng. Ân đức thứ hai là pháp của Đức Thế Tôn thiết thực hiện tại. Ân đức thứ ba là pháp không có thời gian. Ân đức thứ tư là pháp
pháp đến để mà thấy. Ân đức thứ năm là pháp có khả năng hướng thượng. Và ân đức thứ sáu là pháp được các bậc trí tự mình giác hiểu. Đấy là sáu ân đức mà một cái hành giả thực hành cái pháp thiền niệm ân đức pháp này cũng sẽ cần tuần tự thực hành từng ân đức một cho thuần thục, giống như là một người thực hành thiền niệm ân đức Phật thì có 9 ân đức, và mình cũng phải thực hành tuần tự từng ân đức một như vậy cho đến khi thuần thục hết ân đức này thì mới tập đến ân đức tiếp theo. Rồi khi đã thuần thục rồi, mình có thể niệm cả một lần 6 ân đức pháp. Thì với một người mà niệm ân đức pháp thì mình cần phải nhớ được cái ân đức ấy và hiểu được những ý nghĩa của ân đức ấy, giống y như niệm Phật. Mình phải niệm đúng cái ân đức ấy và phải suy xét, phải hiểu đến cái ý nghĩa của các ân đức ấy thì mới thành tựu, thì mới thể nhập, thì mới đắc định được. Thì niệm ân đức pháp cũng thế. Thì với một cái mỗi một ân đức sẽ có những ý nghĩa khác nhau, và khi mình đã lựa chọn để tưởng niệm, để thực hành một ân đức nào, mình cũng cần suy xét đến ý nghĩa thâm sâu của cái ân đức pháp như vậy. Thì cái ân đức đầu tiên, Svakato Bhagavata Thammo, pháp được Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng. Nếu như mà mình thực hành niệm cái ân đức này, mình cần phải đi vào độc cư, tức là phải ngồi ở một cái nơi thanh tịnh, yên tĩnh, không có những cái tiếng ồn ào, giữ lưng thẳng, đầu thẳng, nhắm mắt lại và bắt đầu hướng tâm đến giáo pháp. Giáo pháp ở đây bao gồm cả pháp học, kinh luật luận, pháp hành, giới định tuệ và các pháp thành tựu, tứ thánh đạo, tứ thánh quả niết bàn. Đấy là những cái giáo pháp mà mình cần hướng đến. Rồi sau đó mình hãy tưởng niệm đến ân đức pháp. Mình có thể niệm bằng tiếng Pali hoặc bằng tiếng Việt đều được hết. Svakato Bhagavata Thammo, pháp được Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng. Và cứ tưởng niệm liên tục như thế, pháp được Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, pháp được Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng. Và cái hình ảnh mình hướng đến là pháp học, pháp hành, pháp thành tựu. Và mình niệm cái câu pháp được Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, và trong tâm của mình tư duy suy xét đến cái ý nghĩa của câu ấy, Đức Phật đã khéo thuyết giảng giáo pháp như thế nào. Như thế nào là khéo thuyết giảng? Thì Đức Phật khi mà thuyết giảng giáo pháp thì Đức Phật sẽ thuyết giảng có tuần tự từ thấp đến cao, hay là Đức Phật thuyết giảng giáo pháp, Đức Phật có thể biết được cái căn cơ, biết được cái căn tánh của từng người, cho nên là Đức Phật sẽ thuyết giảng cái giáo pháp ấy để cho những cái người ấy có thể đi đến giác ngộ được các sự thật. Như là Đức Phật sẽ thuyết giảng giáo pháp một cách tuần tự từ thấp đến cao, từ những cái cơ bản đơn giản nhất, như là để cho mọi người thấy ra được cái sự nguy hiểm, thấy ra được cái sự hạ nhiệt của những cái hành động, của những cái lời nói và của những cái ý nghĩ bất thiện. Và Đức Phật cũng sẽ thuyết giảng để cho mọi người thấy được những cái sự lợi lạc, thấy được cái sự hạnh phúc, thấy được cái sự thanh tịnh của những cái hành động, của những lời nói và của những cái ý nghĩ thanh tịnh thiện này, và thuyết giảng cho mọi người thấy được có những cái cõi khổ đau, có những cái nhân bất thiện sẽ đưa lại đến những cái quả khổ đau, và những cái nhân lành thì sẽ đem lại những cái quả an vui hạnh phúc ở những cõi lành, cõi thiên giới. Thấy được cái sự lợi lạc, lợi ích của những cái pháp bố thí, của những cái pháp giữ giới, của những cái sự nghe pháp và của những cái việc hành thiền. Khi nào một người mà cái tâm tánh đã có được cái sự nhu nhuyễn, có được cái sự thuần thục, hay là đã có được cái niềm tin, có được cái chánh kiến, tức là có được cái sự hiểu về nhân quả, hiểu về nghiệp và quả của nghiệp, có cái sự tin sâu nhân quả, nghiệp báo, luân hồi, tái sinh rồi, thì lúc ấy Đức Phật mới tuyên thuyết
và thuyết giảng nên các sự thật. Các sự thật mà Đức Phật sẽ thuyết giảng đó là đây là khổ, đây là nhân sinh ra khổ, đây là sự chấm dứt khổ và đây là con đường đưa đến đoạn tận khổ đau. Đây là khổ mà ta đã biết, đây là tập nhân sinh ra khổ ta đã đoạn trừ, đây là diệt ta đã chứng và đây là đạo ta đã tu. Rồi Đức Phật thuyết giảng đây là khổ các ông, tất cả các ngươi nên biết, đây là tập các ngươi nên đoạn, đây là diệt các ngươi nên chứng và đây là đạo các ngươi nên tu tập. Thì cũng giống như là một cái người thầy thuốc, thì đầu tiên ấy, muốn chữa lành những cái khổ đau cho bệnh nhân thì cái người ấy phải thấy ra được cái bệnh đó là bệnh gì, cái bệnh nhân ấy đang có những cái nỗi khổ gì. Thì cái người thầy thuốc ấy, sau khi bắt mạch, sau khi tìm hiểu, sau khi khám xét phải biết được cái căn bệnh ấy, và tiếp theo là phải thấy ra được cái nhân sinh ra cái bệnh ấy, cái bệnh này nó sinh ra từ cái nguyên nhân gì. Cũng như vậy Đức Phật sẽ thấy ra được cái nỗi khổ trên cuộc đời này, cho nên là cái sự thật mà Đức Phật thuyết giảng ở trên cuộc đời này đó là khổ thế gian này, thế mà cứ có sinh, có già, có bệnh, có chết, có sầu bi khổ ưu não thì đó là có khổ. Dù ở cái cõi nào trong tam giới này cũng vậy, đã có sinh thì phải có diệt, cho nên còn sinh ra thì sẽ còn khổ. Vậy thì cái sự thật thứ nhất mà Đức Phật đã thuyết giảng là Đức Phật thuyết giảng về khổ. Và Đức Phật không những chỉ thấy cái quả khổ mà thấy được cả cái nhân nó sinh ra khổ. Đấy là những cái pháp nhân duyên, những cái pháp duyên khởi mà Đức Phật đã giác ngộ và tuyên thuyết. Và sau khi một cái giống như một người thầy thuốc khám bệnh, tìm ra được nguyên nhân của bệnh rồi thì cần phải khích lệ cái người bệnh nhân là phải chấp nhận uống thuốc đắng thì nó mới dã tật. Như vậy phải nói đến cái lợi ích, phải nói ra cái sự an lành, phải nói ra được cái sự lợi lạc, hạnh phúc, an vui sau khi đã chữa lành được cái căn bệnh này. Như vậy thì Đức Phật muốn cho chúng sinh có những cái động lực để mà tu tập theo cái giáo pháp đi đến giác ngộ này, thì Đức Phật phải nói ra cái quả vị, những cái quả hạnh phúc, an vui, những cái quả ngọt của cái sự chứng đắc các đạo quả. Đó chính là diệt đế, đó chính là cái sự thật thứ ba, đó là đây là diệt mà cần phải tu tập, cần phải chứng đắc, tức là cái sự giác ngộ, sự giải thoát, sự an vui, sự chấm dứt khổ đau sau khi đã đoạn trừ được những cái nhân sinh ra đau khổ rồi. Và muốn đạt được cái sự an lành ấy thì cần phải thực hành theo một cái lộ trình, cái con đường tu đạo là bát chánh đạo hay là giới định tuệ hay là tứ niệm xứ hay tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo. Tức là đấy là những cái đạo lộ, đấy là những cái con đường cần phải tu tập, cần phải trải qua những cái công phu thực hành, cần phải chấp nhận những gian khổ tu tập để thực hành. Như là một cái người muốn thoát ra được những cái bệnh về thân thì mình cũng cần phải trải qua cái quá trình điều trị, uống thuốc thì mình mới khỏi được. Như vậy mình muốn thoát ra khỏi cái nỗi khổ trong sinh tử thì mình cần phải nỗ lực tinh tấn thực hành giới định tuệ, thực hành giáo pháp tuần tự từ thấp đến cao thì mình mới có thể đạt được những cái quả vị giải thoát giác ngộ được. Như Đức Phật nói rằng pháp của ta có rất nhiều pháp môn, phương pháp khác nhau, nhưng tất cả pháp ấy chỉ có một vị, đó là vị giải thoát. Vậy thì pháp của Đức Phật chỉ có một cái mục đích là hướng đến cái sự giải thoát ra khỏi những cái ô nhiễm, giải thoát ra khỏi những phiền não, giải thoát ra khỏi những cái khổ đau sinh tử. Và Đức Phật đã rất là khéo thuyết giảng, là Đức Phật đã chỉ bày ra cho mọi người thấy ra được cái sự nguy hiểm, sự hạ liệt, sự nhiễm mô, sự khổ đau ở trong sinh tử này, thấy ra được cái nhân sinh ra khổ, thấy ra được sự chấm dứt khổ và con đường đưa đến chấm dứt khổ ấy, để cho mọi người tinh tấn thấy ra được cái sự nguy hiểm của khổ đau để mà nỗ lực đoạn trừ khổ đau. Thì chỉ có Đức Phật Chánh Đẳng Giác mới có được cái thiện xảo thuyết giảng giáo pháp từ những cái pháp tục đế đến những cái pháp chân đế,
thì cho mọi người có thể đi đến sự giác ngộ được. Chứ nếu như mà một vị độc giác Phật ra đời, ngài cũng là các vị cũng là những vị Phật có cái trí tuệ giác ngộ, nhưng lại không có cái sự thiện xảo trong sự thuyết giảng giáo pháp, cho nên không có thể khai mở được cái sự giác ngộ ở nơi người khác, không có thể dẫn dắt được người khác đến sự giác ngộ giải thoát như mình. Còn Đức Phật Chánh Đẳng Giác thì rất là thiện xảo, rất là khéo léo, ngài có thể thuyết giảng những cái pháp, đó là cả những cái pháp tục đế, là những đạo lý ở trong thế gian này, để cho mọi người thấy ra được cái chánh, cái tà, cái thiện, cái ác, cái khổ đau và cái an vui, để cho mọi người từ bỏ những cái bất thiện pháp và thực hành các thiện pháp. Như vậy, khi mà một người mà đã có được cái nền tảng căn bản về những cái bất thiện, nó thô, nó đã được giảm bớt rồi, thì lúc ấy mới có thể hướng đến tu tập thâm sâu về cái đời sống nội tâm, mới có thể giác ngộ ra được những pháp chân đế, như là thấy được thân năm uẩn, thấy được các pháp duyên khởi sinh thân năm uẩn, thấy được sự chấm dứt của vô minh tham ái chấp thủ, và cái thấy ra được cái con đường tu tập để đi đến niết bàn, chấm dứt khổ đau. Vậy nên pháp của Đức Phật có cả những pháp về tục đế, có cả những pháp về chân đế, và một người cần phải hiểu tuần tự từ những pháp tục đế, sau đó mới thực hành thiền chỉ, thiền quán để giác ngộ ra cả những pháp chân đế nữa, thì mới có thể đi đến cái sự giác ngộ viên mãn được. Và khi Đức Phật thuyết giảng giáo pháp như vậy, với một người có trí tuệ sâu sắc, có thể giác ngộ được tứ thánh đạo, tứ thánh quả ngay trong khi nghe pháp. Còn nếu như trong khi nghe pháp chưa thể giác ngộ được thánh đạo, thánh quả, giác ngộ ra được các sự thật, thì vị ấy có thể thực hành giới định tuệ để đi đến sự giác ngộ trong một thời gian sau. Hoặc là có những người sẽ nghe pháp, thực hành pháp và sẽ đi đến giác ngộ trong những đời kiếp tương lai về sau. Nó tùy theo căn cơ, căn tánh của từng người. Vậy cho nên là Đức Phật thuyết giảng giáo pháp khiến cho mọi người đi đến sự giác ngộ. Như vậy thì pháp được Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, đấy là cái ân đức đầu tiên mà mình cần tưởng niệm. Svakato Bhagavata Thammo, soát được pháp được Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, pháp được Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng. Mình cứ hướng về pháp và mình tưởng niệm như thế. Đức Phật đã khéo thuyết giảng sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, tức là ở đoạn đầu cũng được hoàn hảo, đoạn giữa cũng hoàn hảo, và đoạn cuối của một bài pháp cũng hoàn hảo. Hay là mình có thể thấy rằng pháp có kinh nuột nuộn, đoạn đầu là kinh, đoạn giữa là nuột, đoạn cuối là nuộn. Hay mình có thể tưởng niệm rằng pháp giới là giới định tuệ, thì đoạn đầu là giới hoàn hảo, pháp được đoạn giữa là định hoàn hảo, pháp có cái sự hoàn hảo ở đoạn cuối là tuệ cũng được hoàn hảo. Hay là mình có thể tưởng niệm về pháp học, pháp hành và pháp thành tựu. Đoạn đầu là pháp học đã được Đức Thế Tôn tuyên thuyết một cách hoàn hảo, tất cả kinh luật luận, những pháp mình cần phải học đều vi diệu thâm sâu, có cái sự hoàn hảo, có cái sự thiện lành. Hay là đoạn giữa là pháp hành, thực hành giới, thực hành định và thực thành tuệ, đã được Đức Phật thuyết giảng một cách hoàn hảo, vi diệu thâm sâu ở trong cái pháp thực hành giới định tuệ. Và pháp thành tựu, đó là tứ thánh đạo, tứ thánh quả niết bàn, cũng đã được Đức Phật thuyết giảng một cách hoàn hảo. Vậy thì pháp được Đức Phật khéo thuyết giảng là thế, là có sự sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, cái sự hoàn hảo ở cả đoạn đầu, sự hoàn hảo cả ở đoạn giữa và sự hoàn hảo cả ở đoạn cuối. Đó là mình hướng tâm đến giáo pháp, tưởng niệm đến cái ân đức của pháp như vậy, và cứ thế mà niệm cho đến khi đạt đến nhất tâm định tĩnh. Cứ pháp được Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, pháp được Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng. Đấy là khéo thuyết giảng, là cái sự hoàn hảo ở cả đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối. Và khi mình tưởng niệm như vậy, tâm của mình thấy hoan hỷ, cái lòng tịnh tín của mình tăng trưởng, và mình cảm thấy may mắn, cảm thấy hạnh phúc khi mình được gặp giáo pháp, khi mình được học giáo pháp, khi mình được thực hành giáo pháp. Và cái sự học giáo pháp, hành giáo pháp của mình cũng là để hướng đến cái sự thành tựu giáo pháp, để thành tựu được thánh đạo, thánh quả niết bàn này.
Và cứ như thế tưởng niệm cho đến khi mình đạt đến cái sự định tĩnh, nhất tâm định tĩnh trên cái sự niệm ân giáo pháp thứ nhất ấy. Sau khi mình đã thực hành thuần thục hoặc là mình đã thành tựu được cái nhất tâm ở cái ân đức pháp thứ nhất, niệm ân đức pháp là pháp được Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng rồi, thì mới niệm đến ân đức thứ hai. Ân đức thứ hai là pháp được Đức Thế Tôn thuyết giảng thiết thực hiện tại. Pháp là thiết thực hiện tại. Sandhithiko Pakavata Thammo. Một cái người mình có thể niệm bằng tiếng Bali: Sandhithiko, Sandhithiko, Sandhithiko Pakavata Thammo. Pháp được Đức Thế Tôn thuyết giảng thiết thực, pháp thiết thực hiện tại, thiết thực hiện tại. Thì khi mà mình niệm đến cái ân đức này, pháp của Đức Phật thuyết giảng nó rất là thiết thực, rất là thiết thực ở trong cái đời sống hiện tại này. Vậy thì nó thiết thực ở cái gì, nó thiết thực như thế nào? Vậy thì mình để mình hiểu được cái sự thiết thực ấy, thì giống như là một cái người bây giờ mình đang đói bụng mà có một người đến nói rằng hãy lại đây cầu nguyện đi, cái cầu nguyện xin Phật, xin thần thánh ban cho con được no bụng. Và có một người thì mang đến cho mình một bát cơm, một cái bánh và mình ăn đi, thì ai thiết thực hơn? Cái sự cầu nguyện thiết thực hơn hay là mình ăn cái bánh này nó thiết thực hơn? Như vậy khi mình đang khát mà có một cái người đến cho mình một cốc nước để cho mình uống cho mình khỏi khát, thì cái điều đó có phải thiết thực không? Hay là khi mà mình đang khổ đau, đang bị ốm đau bệnh tật mà có người mang đến cho mình một cái liều thuốc bảo hãy uống thuốc vào sẽ hết khổ đau, hay có một người lại nói là hãy đi cầu nguyện sẽ hết khổ đau, thì cái gì thiết thực hơn? Đấy, khi vậy thì khi mình uống thuốc nó sẽ thiết thực hơn. Cũng như vậy giáo pháp là thiết thực hiện tại. Vậy thiết thực ở cái gì? Pháp là pháp giải thoát. Và cứ khi người nào được tiếp nhận giáo pháp, được gặp giáo pháp, thì người ấy sẽ tiếp nhận được cái sự giải thoát. Vậy thì pháp của Đức Phật chỉ có một vị giải thoát mà thôi. Và cái pháp này thiết thực về cái mặt giải thoát. Một cái người mình đang có tà kiến, cái người đấy đang nghĩ rằng là không có đời trước, không có đời sau, không có nhân quả của những cái hành vi thiện ác, không có những cái cõi hóa sinh, tức là làm cái việc bất thiện cũng không có cái quả báo khổ đau, làm việc thiện cũng không có cái phước lành an vui gì hết. Với một cái người có cái tư tưởng như vậy, có cái tà kiến như vậy, có cái quan điểm như vậy, họ sẽ bị dục tham chi phối, họ sẽ bị sân hận chi phối, họ sẽ bị si mê tà kiến chi phối. Cũng như vậy, ngay khi ấy được gặp giáo pháp và được Đức Phật thuyết giảng về giáo pháp là có cái sự nguy hiểm, cái sự hạ nhiệt, sự nhiễm ô của những cái pháp bất thiện, của những cái phiền não tham sân si, cái sự lợi lạc, sự thanh tịnh, sự cao thượng của cái vô tham, vô sân, vô si. Khi mình nghe được như vậy và mình chấp nhận cái điều đó, tự nhiên thì mình cảm thấy ghê sợ đối với những phiền não tham sân si, ghê sợ đối với những thân làm ác, lời nói ác và ý nghĩ ác. Ngay khi cái tâm của mình nó được chuyển hóa, mình cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy an vui, đã cảm thấy những phiền não nó đã được giảm bớt đi. Vậy thì một người khi mà thân cận bậc chân nhân, nghe giáo pháp từ những bậc thánh nhân, bậc chân nhân, mình đã cảm thấy có sự hoan hỷ, đã cảm thấy có sự an lạc, đã cảm nhận là nó có cái sự hạnh phúc rồi. Như vậy với một cái người sống bằng ác giới, thân làm ác, lời nói ác, ý nghĩ ác, thì người ta sẽ bị những cái nỗi khổ đau ngay ở trong hiện tại. Ngay khi người ta làm những việc bất thiện ấy, người ta cũng đã cảm thấy sự bất hạnh, sự đau khổ, sự không được thỏa mãn. Và khi mà người ta thọ trì những cái giới hạnh, từ bỏ những cái thân làm ác, lời nói ác và ý nghĩ ác ấy, người ta cũng đã cảm thấy có được cái sự hân hoan, có được cái sự hạnh phúc, có được cái sự an lành, có được cái sự an vui rồi. Đấy là từ những cái pháp thấp nhất, và nó cũng có được cái sự giải thoát ở cái mức độ thấp. Nếu như mà mình tiếp nhận giáo pháp ở cái mức độ nhỏ bé, mình sẽ đạt được cái sự giải thoát nhỏ bé. Mình tiếp nhận giáo pháp ở cái mức độ thấp nhất, mình cũng đạt được cái sự giải thoát ở cái mức độ thấp nhất. Còn nếu như mình tiếp nhận giáo pháp ở cái mức độ thâm sâu hơn,
rộng lớn hơn, cao thượng hơn, thì mình sẽ đạt được cái sự giải thoát ở cái mức độ cao thượng hơn và to lớn hơn. Như là một cái người ấy, vị ấy có thể thực hành pháp bằng sự thực hành thiền chỉ quán, vị ấy ni dục, ni bất thiện pháp, chứng và an trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ni dục sinh với tầm với tứ. Nếu như một cái người nào có thọ trì pháp bằng cái công phu thực hành thiền, vị ấy có thể xa lìa được những cái tham dục, và nó khác hẳn với một người chạy theo ngũ dục. Một người chạy theo tham dục thì giống như con thiêu thân nao đầu vào lửa và không bao giờ cảm thấy thỏa mãn, như một người khác uống nước mặn không bao giờ cảm thấy thỏa mãn. Nhưng một người ni dục, một người thực hành cái pháp ni dục thì cái vị ấy toàn thân thấm nhuần sự hỷ lạc, sự an lành, sự an vui, sự hạnh phúc do cái pháp ni dục ấy đưa đến. Vậy nên mà một người nào có thọ trì pháp, vị ấy sẽ giải thoát ra khỏi những ô nhiễm, giải thoát ra khỏi những phiền não, giải thoát ra khỏi những muội phiền, giải thoát ra khỏi cái sầu bi khổ ưu nãi ngay ở trong hiện tại này. Đó là pháp, là hiện tại lạc trú. Pháp đem đến cái sự hạnh phúc, sự an lạc ngay đây, ngay trong cái khoảnh khắc, ngay trong cái giờ phút hiện tại này. Nếu như mình hướng đến giáo pháp, nếu như mình an trú ở trong giáo pháp, nếu như mình có cái chánh niệm tỉnh giác từng giây phút, từng giờ phút trong giáo pháp, thì mỗi một giây phút, giờ phút chánh niệm tỉnh giác ấy là cái sự an lạc, là cái sự an vui, là sự an lành, là cái sự thoát khổ đau. Cứ lúc nào mình khổ đau là lúc đấy mình không có chánh niệm, không có tỉnh giác, không có an trú ở trong pháp. Nếu như mà mình luôn luôn có chánh niệm, có tỉnh giác, có an trú ở trong pháp thì tham dục sẽ không có tấn công, không có làm cho cái thiêu đốt cái người ấy, sân hận không tấn công, không thiêu đốt, tà kiến không tấn công, không thiêu đốt, và mình sẽ sống ở trong cái sự hạnh phúc, sự an lạc ngay trong hiện tại này. Vậy thì pháp là hiện tại lạc trú là như vậy. Còn nếu như một người nào mà có thể đoạn trừ được thân kiến hoài nghi giới cấm thủ, hay đoạn trừ được dục tham sân hận, hay đoạn trừ được vô minh tà kiến, thì cái người ấy sẽ đạt được cái sự giải thoát tuyệt đối, cái sự giải thoát vĩnh hằng, cái sự giải thoát không bao giờ cái ô nhiễm nó còn có thể khởi sinh trở lại được nữa. Thì đấy là cái sự thiết thực hiện tại của giáo pháp, và những cái giáo pháp ấy mình có thể đạt được ngay trong kiếp sống này, ngay trong cuộc sống này, ngay trong cái giờ phút này. Nếu như mà mình có thọ trì pháp, mình có an trú ở trong giáo pháp, mình có chứng đắc được giáo pháp, thì mình sẽ nếm được cái vị ngọt của cái sự giải thoát, nếm được cái vị ngọt của cái sự giác ngộ, nếm được cái vị ngọt của cái sự an lạc, tức là hiện tại lạc trú này. Vậy thì đấy là thiết thực. Vậy thì mình cần phải niệm đến cái ân đức. Thứ hai là pháp được Đức Thế Tôn thuyết giảng rất là thiết thực ngay trong hiện tại này. Pháp được Đức Thế Tôn thuyết giảng thiết thực hiện tại, để nó không rơi vào cái tà kiến nghĩ rằng hạnh phúc ở tương lai, hạnh phúc là mình cần phải cầu nguyện, cần phải mong cầu, rồi cái sự tha thiết cầu nguyện ấy rồi mình mới đạt được cái sự an lạc, đạt được sự giải thoát an vui ở đời sau, ở kiếp sau, ở cái tương lai xa vời nào đấy. Đấy là một cái sự không hiểu đúng về pháp. Mà một cái người hiểu về pháp, mình sẽ thấy pháp là thiết thực hiện tại, là đạt được cái sự an lạc, được sự giải thoát ngay trong hiện tại này. Vậy mình hãy cứ thọ trì pháp đi, hãy cứ thực hành pháp đi, hãy cứ an trú ở trong giáo pháp đi. Với mình an trú được bao nhiêu thì mình sẽ cảm nhận được cái sự hạnh phúc bấy nhiêu, được cái sự an lành bấy nhiêu. Thì cũng giống như là có một cái, trong một cái bóng tối mà mình mang một cái ánh sáng vào trong bóng tối, thì cái ánh sáng đấy, cái ngọn đèn đấy nó nhỏ thì nó cũng sẽ tỏa sáng ở trong một cái không gian nhỏ. Cái ngọn đèn đấy nó ở cái mức trung bình thì nó sẽ tỏa sáng một cái không gian trung bình. Ngọn đèn đấy lớn thì nó sẽ tỏa sáng trong một không gian lớn. Cũng như vậy, mình tiếp thu giáo pháp ở cái mức thấp thì mình cũng sẽ đạt được cái sự giải thoát giác ngộ ở mức độ thấp. Như mình học pháp thì mình sẽ có được cái sự giải thoát giác ngộ ở cái mức độ rất là thấp thôi, nhưng nó vẫn có. Khi mình thực hành pháp, mình sẽ đạt được cái sự giải thoát giác ngộ ở mức độ cao hơn. Khi mình chứng đắc được các thánh đạo thánh quả
thì mình sẽ đạt được sự giải thoát giác ngộ tuyệt đối, sự hạnh phúc tuyệt đối. Thì giáo pháp là như vậy, rất thiết thực như vậy. Vậy mình hãy tưởng niệm đến ân Đức Pháp và hãy hiểu về cái ý nghĩa của pháp là như thế. Pháp được Đức Thế Tôn thuyết giảng thiết thực hiện tại. Sanditiko Bhagavata Thammo, Sanditiko Bhagavata Thammo, cứ thế mà tưởng niệm rồi mình sẽ đạt đến sự nhất tâm định tĩnh, tâm của mình sẽ cảm thấy hoan hỉ, cảm thấy hân hoan, cảm thấy mình có sự tịnh tín và nó sẽ tăng trưởng khi mình niệm ân Đức Pháp như vậy. Rồi khi mình đã thực hành thuần thục, đã thực hành thành tựu được cái ân đức thứ hai, đó là Sanditiko, là pháp là thiết thực hiện tại rồi, thì hãy niệm đến ân đức thứ ba là pháp không có thời gian. Akaniko Bhagavata Thammo, Akaniko Bhagavata Thammo, pháp được Đức Thế Tôn thuyết giảng vượt khỏi thời gian, pháp được Đức Thế Tôn thuyết giảng không có thời gian. Thế thì cái gì vượt thời gian, cái gì không có thời gian, cái gì mà nó không bị thời gian chi phối, cái đấy nó mới là cái vượt ra khỏi thời gian. Tức là tất cả mọi thứ, mọi cái vật chất hữu vi ở trên thế gian này, mọi cái pháp tương đối ở trên thế gian này, nó đều bị chi phối bởi thời gian. Tức là nó đều bị hoại diệt bởi thời gian. Tức là con người mình sinh ra cũng vậy, cứ mỗi ngày trôi qua thì là một ngày mình tiến dần đến sự chết. Tất cả vạn vật ở trên thế gian cũng vậy, mỗi một ngày trôi qua là cái chết nó đến gần, cái hoại diệt nó đến gần. Và tất cả cái quả địa cầu, cái thế gian, cái thế giới này, cái vũ trụ bao la này, bao nhiêu là những tinh tú, những chúng sinh hữu tình và vô tình ở trong thế gian này cũng vậy, cũng bị chi phối, bị hoại diệt bởi thời gian hết. Thời gian được gọi là cái sự vô thường, cái sự vô thường nó sinh diệt. Còn pháp là vượt ra khỏi thời gian, là vượt ra khỏi cái sự chi phối của sự vô thường, vượt ra khỏi sự chi phối của cái khổ. Vậy thì cái pháp ấy là nó đạt đến cái sự vô ngã, đạt đến cái sự tự tại. Thì pháp thì có cái pháp tục đế và pháp chân đế. Những cái pháp tục đế dạy về những cái đạo lý ở thế gian vẫn cũng không bao giờ là nỗi thời đối với thời gian. Không phải là những cái pháp này chỉ có giá trị ở cái thời điểm cách đây mấy nghìn năm mà bây giờ đã nỗi thời, không còn lạc hậu. Thì pháp của Đức Phật không bao giờ nỗi thời lạc hậu, ở thời nào cũng có cái giá trị đạo đức như vậy, muôn đời là như vậy. Chỉ có điều là cái thời nào chúng sinh hướng thiện, có đủ trí tuệ để hiểu và để thực hành pháp ấy. Còn đến cái thời nào chúng sinh hướng về những cái bất thiện, không chấp nhận, không có đủ trí tuệ để hiểu và không còn thực hành và không còn thấy được pháp ấy nữa mà thôi. Chứ còn pháp thì mãi mãi là chân lý, pháp mãi mãi là sự thật, và chân lý ấy, sự thật ấy là không bao giờ thay đổi. Các chư Phật quá khứ ra đời cũng thuyết giảng giáo pháp như vậy, các pháp tục đế như vậy, chân đế như vậy, các sự thật về khổ tập diệt đạo như vậy, các Đức Phật ở hiện tại cũng thế, cũng thuyết giảng các chân lý sự thật như vậy, và các vị Phật tương lai cũng thế, tương lai hàng triệu triệu năm nữa các vị Phật sau ra đời cũng vậy, cũng thuyết giảng giáo pháp tương đồng như nhau, cũng về pháp các sự thật tục đế, chân đế, các cái tứ thánh đạo, đạt đến tứ thánh đạo thánh quả như vậy. Và cái pháp nói rằng pháp vượt khỏi thời gian nữa, đó chính là cái pháp thành tựu, đó chính là những cái pháp siêu thế, là không bao giờ còn bị thời gian chi phối. Có những cái pháp thì chỉ có cái sự giải thoát giới hạn, như là tâm giải thoát, như là một cái người mình thực hành giữ giới, một cái người thực hành thiền định và một cái người thực hành thiền tuệ. Thì một cái người thực hành giữ giới, mình có thể giữ giới trong một ngày hôm nay mình rất là thanh tịnh, nhưng có thể mình sẽ thanh tịnh được một tháng, một năm, 10 năm, 20 năm. Nhưng mà có một lúc nào đó có thể mình sẽ trở nên ô nhiễm, có thể trở nên thối nuôi. Một cái người thực hành thiền định cũng vậy, mình có thể thực hành cái thiền định ấy, chứng đắc các tầng thiền, nhưng nếu rể ruôi mình có thể bị thoái thất các tầng thiền. Hay là một cái người thực hành giữ giới, mình sẽ hay là mình làm các thiện pháp công đức thì mình được hưởng cái phước lành ở cõi nhân gian thiên giới. Hay là mình thực hành thiền định được sinh về các cõi phạm thiên giới. Nhưng mà những cái hạnh phúc ấy nó cũng có giới hạn trong một thời gian. Còn cái pháp đó là cái pháp siêu thế, khi mà một người chứng được thánh đạo thánh quả, đã đoạn trừ được vô minh tham ái, đoạn trừ được phiền não rồi, thì
Vị ấy sẽ vĩnh viễn vượt ra khỏi thời gian. Vậy cái pháp nói rằng pháp không có thời gian, pháp vượt khỏi thời gian, đó chính là tứ thánh đạo, tứ thánh quả niết bàn, đó là pháp vượt khỏi thời gian. Cái pháp ấy không bao giờ còn bị thời gian chi phối nữa, nó không bao giờ còn có thể mất đi, không bao giờ còn có thể thoái thất. Tức là một cái người đã đạt đến cái pháp về siêu thế, tứ thánh đạo, thánh quả niết bàn rồi, thì cái pháp đấy là vĩnh hằng, cái pháp ấy không bao giờ bị thoái thất, cái pháp pháp ấy không bao giờ bị mai một nữa. Vậy thì pháp mà của Đức Phật hướng đến là như vậy, là cái pháp chân thường, ra khỏi cái sự chi phối của vô thường, cái pháp chân lạc, ra khỏi cái sự khổ đau, và cái pháp đi đến cái sự tịch tĩnh, ra khỏi cái sự sinh tử, ra khỏi sinh già bệnh chết, ra khỏi cái sự tái sinh ở trong tất cả các cõi trong tam giới. Đấy là pháp không có thời gian. Thì một cái người niệm cái ân đức đấy thì cứ niệm Akaniko Pagavata Thammo, Akaniko Pagavata Thammo, pháp của Đức Thế Tôn thuyết giảng vượt khỏi thời gian, pháp của Đức Thế Tôn thuyết giảng không có thời gian. Thì đấy là cái ân đức thứ ba. Nếu mà mình niệm đến cái ân đức thì cứ niệm như vậy, hiểu cái ý nghĩa là giáo pháp là vượt ra khỏi chi phối của vô thường, của thời gian, vĩnh viễn không còn sinh già bệnh chết nữa. Rồi sau khi mình đã thành tựu hay đã thuần thục với cái ân đức thứ ba là Akaniko, là pháp vượt khỏi thời gian rồi, thì niệm đến ân đức thứ tư, Ehibasiko, Ehibasiko Pagavata Thammo, là pháp của Đức Thế Tôn là đến để mà thấy. Pháp này đến để mà thấy. Đến để mà thấy là cái gì? Đến là làm sao? Và để mà thấy là cái gì? Đến ở đây là mình hãy hãy đến để tiếp nhận giáo pháp, hãy đến để lắng nghe giáo pháp, hãy đến để thực hành giáo pháp. Đến là cái tâm của mình nó hướng đến pháp, nó an trú trên pháp. Đấy là hướng đến giáo pháp. Vậy thì pháp là đến để mà thấy như vậy. Hãy đến để mà thực hành giáo pháp. Thì thấy là thấy cái gì? Thấy là thấy cái sự giải thoát ấy, giải thoát ra khỏi những cái vô minh tham ái ấy. Thì pháp của Đức Phật là thế. Hãy đến để mà thấy được cái sự giải thoát ra khỏi những cái tà kiến, giải thoát ra khỏi những cái hoài nghi. Thế là khi mà mình nghĩ rằng cái thân này là ta, là của ta, là tự ngã của ta, cái thân này của ta là xinh, là đẹp, đáng yêu, đáng mến, thì hãy đến để mà thấy cái thân này là bất tịnh, là đất nước nửa gió. Nếu như mình hãy chú tâm vào trong một cái pháp nào đấy, hãy chánh niệm tỉnh giác, rồi hãy hướng tâm vào cái thân này mà xem nó có thanh tịnh, có xinh đẹp, có đáng tham ái như mình nghĩ hay không, mình sẽ thấy cái thân này là sắc, là thọ, là tưởng, là hành, là thức. Cái thân này là sinh diệt, cái thân này là vô thường, là khổ, là vô ngã, là bất tịnh. Đấy là pháp hãy đến để mà thấy, là thấy các cái sự thật như vậy, là để mình thoát ra được khỏi cái ảo tưởng, khỏi cái vô minh tà kiến. Vậy thì đến để mà thấy là gì? Cái thân này nó từ đâu mà đến? Nó chết rồi nó sẽ đi về đâu? Mình không biết. Vậy thì hãy đến đây để mà biết, hãy đến đây để mà thấy, đến với pháp, thọ trì pháp, thực hành giáo pháp, để mà thấy được những đời sống quá khứ, mình đã sinh ra ở đâu, thuộc về cái dòng dõi như thế nào, thọ khổ nạc như thế nào, có cái tuổi thọ như thế nào, ở cái cõi nào mình đã sinh về đây. Đấy là pháp đến để mà thấy, thấy ra được cái sự thật như vậy thì mới đoạn trừ, mới chấm dứt được hoài nghi, mới đoạn trừ được hoài nghi, đoạn trừ được thân kiến hoài nghi, thì mình mới không còn tin vào những cái sự những cái ngày giờ tốt xấu, mình không còn tin vào những cái sự cầu nguyện viển vông, mình không còn tin vào những cái sao tốt giao xấu, không còn tin vào những cái vận hạn, không còn tin vào những cái nghi lễ ở trên đời nữa, mà tin vào tất cả mọi cái sự khổ nạc, cái hạnh phúc hay khổ đau là do những cái thiện nghiệp và ác nghiệp của mình tạo ra, là do những cái phiền não tham sân si tạo ra những cái điều tội lỗi và tạo ra cái nhân đưa đến khổ đau, và những cái tâm thanh tịnh vô tham vô sân vô si là những cái nhân đưa lại những cái hành động thanh tịnh và đưa lại cho mình gặp những cái điều an lành, cái sự hạnh phúc an lạc, nó từ đấy mà ra. Thì những cái điều đó
Không phải là chỉ nghe mà để mình tin tưởng, mà hãy đến để thực hành, để chứng nghiệm, để thấy cái sự thật ấy bằng cái tuệ giác của chính mình. Vậy thì pháp là đến để mà thấy là như vậy. Vậy thì mình sẽ thấy, càng thấy được càng nhiều thì những cái phiền não nó sẽ giảm đi càng nhiều. Thấy được càng thâm sâu thì trí tuệ sẽ càng thâm sâu. Vậy thì tùy theo mỗi người có những cái thấy khác nhau. Có những người thấy pháp khi mình nghe pháp và mình hiểu được một chút về pháp thì đấy là thấy ở cái mức độ thấp. Khi mình thực hành pháp rồi mình thấy được cái trạng thái ni dục, ni bất thiện pháp, cái chứng và an trú sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì đấy cũng là một cái mức độ thấy. Thấy ra được suốt cái thời gian ấy, tâm của mình được thanh tịnh, định tính, không bị chi phối bởi những phiền não ô nhiễm. Thấy là thấy ra được những cái đời sống quá khứ, thấy ra là thấy được cái sự sinh tử của chúng sinh. Mình biết được là cái người này chết rồi đã sinh về đâu, cái người kia chết rồi đã sinh về đâu, tùy theo những cái nghiệp thiện ác của chúng sinh ấy. Đấy mới là thấy, là cái thấy được cái sự sinh tử của các chúng sinh. Thấy là thấy được những sự phiền não ở trong mình đã được đoạn trừ. Thấy là thân kiến hoài nghi giới cấm thủ của mình được đoạn trừ, tham dục được đoạn trừ, sân hận được đoạn trừ, giải thoát ra khỏi được cái dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Là mình sẽ thấy được điều đó. Mình sẽ thấy được niết bàn tịch tính, thấy được cái sự chấm dứt cái khổ đau sinh tử. Thì tất cả những pháp ấy đều có thể thấy được qua cái sự thực hành pháp. Vậy thì pháp đến để mà thấy là như vậy. Không phải Đức Phật thuyết giảng ra những điều ấy rồi bắt chúng ta phải tin. Đức Phật không khuyến khích là chỉ có tin, mà Đức Phật khuyến khích là hãy thấy. Thấy pháp chính là trí tuệ, thấy pháp chính là giác ngộ, thấy pháp chính là cái sự chứng đắc các cái đạo quả. Đấy mới là thấy pháp. Vậy thì mình hãy đến để mà pháp là vậy, pháp là hãy đến để mà thấy. Và có hai cái sự thấy, một là biết pháp và hai là thấy pháp. Biết và thấy. Vậy thì muốn thấy pháp thì mình phải biết pháp. Biết tức là mình cần phải học để mà biết, còn cần mình cần phải thực hành để mà thấy. Như là một cái người mình có học biết rằng là có những cái con đường để đi đến một cái nơi kia, một cái nơi xa xôi nào đấy, một cái địa phương nào đấy. Mình muốn đến cái địa phương ấy thì mình cần phải đi hỏi những người biết đường là đi đến ấy đi như thế nào, đi con đường nào, đi bằng cái cách nào, bằng cái phương tiện nào. Khi mà mình hỏi như thế, đó là khi mình được trả lời rồi, mình được những cái người có trí hướng dẫn cho mình biết rồi, muốn đến cái nơi ấy, cái miền quê ấy, cái địa phương ấy, cần phải đi cái con đường ấy, cần phải đi bằng cái phương tiện ấy, phải đi như thế vậy. Cũng như vậy, khi mà mình được học giáo pháp, được nghe giáo pháp, thì mình biết biết rằng ở nơi này có nhiều khổ đau, ở cái bờ bên kia có nhiều an vui, hạnh phúc. Muốn đến bờ bên kia, mình cần phải đi bằng cái con đường như vậy, con đường bát chánh đạo như vậy, con đường giới tịnh tuệ như vậy. Thì khi mình mới học là mình mới biết thôi. Nhưng mà Đức Phật khuyên là hãy đến bên kia, hãy đến để mà thấy. Tức là mình phải đến bờ bên kia, mình mới trực tiếp thấy được cái bờ bên kia, nó an vui như thế nào, nó hạnh phúc như thế nào. Chứ chỉ ngồi đây mà nghe người khác diễn tả thì mình không thấy, mình mới chỉ là biết. Vậy khi mình thực hành rồi, mình đã đến bờ bên kia rồi, thì mình mới thấy được là những cái gì mình tưởng tượng nó hoàn toàn khác xa với những gì mình tưởng tượng. Nó hoàn toàn khác ra, nó vượt khỏi những cái suy nghĩ, nó vượt khỏi những cái tưởng tượng của mình, nó vượt khỏi những cái mà trước kia mình nghĩ rằng cái bờ bên kia nó là như thế. Cũng như vậy, Đức Phật nói về tứ thánh đạo, tứ thánh quả, niết bàn. Bây giờ mình nghĩ, mình ngồi, mình tưởng tượng, mình hình dung niết bàn nó là như vậy, nó an vui như vậy, nó giải thoát như vậy. Mình nghĩ như vậy thì nó vẫn còn là một cái sự mơ hồ, chưa chắc cái sự suy nghĩ của mình đã đúng. Nhưng khi mình đến đấy rồi thì những cái gì mình thấy nó vượt khỏi cái sự suy nghĩ của mình, nó vượt khỏi những cái ngôn ngữ thường tình mà không có ngôn ngữ nào có thể diễn tả được. Vì vậy cho nên Đức Phật mới nói rằng pháp là vậy, là hãy đến để mà thấy. Vậy thì mình hãy tưởng niệm đến ân Đức Pháp là như vậy. Pháp, tất cả những pháp mà Đức Phật thuyết giảng, dù là pháp học, pháp hành hay pháp thành tựu, là những pháp mà con người đều có thể thấy được, con người đều có thể chứng đạt, chứng đắc, chứng ngộ được hết. Vì đó là những pháp mà mình cần phải thấy. Vậy cần phải tưởng niệm như vậy.
pháp được Đức Thế Tôn thuyết giảng, đến để mà thấy, pháp là đến để mà thấy, đến để mà thấy. Evasiko Pakavata Thammo, rồi khi mình tưởng niệm đến cái pháp là đến để mà thấy rồi, thì sẽ tưởng niệm đến cái ân đức thứ năm là pháp có khả năng hướng tượng. Opalayiko Pakavata Thammo, thì một cái người mà cứ tưởng niệm đến cái ân đức là pháp có khả năng hướng tượng, pháp được Đức Thế Tôn thuyết giảng là có khả năng hướng thượng. Thì cái gì là có khả năng hướng thượng và hướng thượng như thế nào? Thì cái pháp pháp giải thoát là pháp có khả năng hướng thượng. Thì một cái người mà mình chưa đạt được cái sự giải thoát là mình còn đang ở một cái mức độ rất là thấp kém. Còn nếu như khi nào mình thọ trì pháp, thực hành pháp, chứng ngộ được pháp thì mình sẽ dần dần tiến hóa, mình cứ tiến hóa cao dần lên. Như là một cái người mà mình không có biết pháp, tâm của mình sẽ đầy rẫy những phiền não ô nhiễm, đầy rẫy những tà kiến, những tham sân si. Thì cái đấy là sự hạ nhiệt, sự ô nhiễm, sự khổ đau. Còn khi mà mình được thọ trì pháp, thực hành pháp thì những cái sự ô nhiễm ấy nó giảm bớt đi, những cái tà kiến nó giảm bớt đi, những khổ đau nó giảm bớt đi, mình cảm thấy an vui hơn, tự tại hơn, giải thoát hơn, hạnh phúc hơn. Thì đấy là pháp hướng thượng ngay ở trong thân tâm mình. Nhưng một cái người chưa biết đến pháp thì người ta sẽ có những cái lời nói bất thiện, có những cái hành động bất thiện, có những suy nghĩ bất thiện. Thì đấy là sự ô nhiễm, sự hạ liệt. Còn khi mà một người thọ trì pháp rồi, người ta sẽ từ bỏ những cái lời nói, những ý nghĩ, những hành động bất thiện ấy, là người ta đã cao thượng hơn, người ta đã có sự tiến hóa hơn. Như vậy ở trên đời, những người nào có đức hạnh thì sẽ được mọi người tôn trọng, được mọi người trân trọng, mọi người cung kính hơn, vì người đó là bậc cao thượng hơn. Còn cái người nào mà hướng về sự bất thiện, những kẻ nào mà sống tội lỗi, ác nhân thì sẽ bị mọi người khinh thường, khinh bỉ. Đấy là sự hạ nhiệt, sự thấp kém. Vậy thì pháp chỉ dạy mình từ bỏ những cái hạ nhiệt thấp kém để đạt đến cái sự cao thượng, an lành. Vậy thì cái pháp của Đức Phật là pháp giải thoát. Pháp giải thoát thì mỗi ngày mình sẽ một cái trở nên cao thượng hơn, trở nên thù thắng hơn. Khi mình học pháp, mình thọ trì giới là mình đã cao thượng hơn cái người không giữ giới rồi. Cái người nào mà thực hành những cái pháp thiền mà chứng đắc được những cái tầng thiền là sẽ trở nên cao thượng hơn những cái người mà không chứng đắc các tầng thiền rồi. Vì vậy nên được gọi là các pháp thượng nhân rồi. Hay là những cái người mà chứng đắc được những cái năng lực thần thông, người ta có thể thấy các đời sống quá khứ, người ta có thể thấy được cái sự sinh tử của chúng sinh, người ta có thể biết được những cái suy nghĩ của người khác. Hay là cái người đấy có thể có tha tâm trí, có thể có thiên nhãn trí. Thì tất cả những cái trí tuệ đấy được gọi là trí tuệ thù thắng. Những cái trí tuệ đấy là cao thượng hơn là những cái người không có những cái khả năng ấy. Thì pháp là như vậy. Pháp là càng thọ trì pháp ở mức độ cao thì cái người ấy càng trở nên cao thượng hơn. Rồi đến một người mà có thể đoạn trừ được các kiết sử, đoạn trừ được các phiền não ngủ ngầm ở trong tâm, thì cái người đấy lại trở nên cao thượng hơn nữa. Nên Đức Phật nói rằng hơn thống lãnh cõi đất, hơn làm vua cõi trời, quả dự niu tối thắng. Tức là một cái quả vị thấp nhất ở trong giáo pháp sẽ thù thắng hơn cả những vị vua chúa, cả những vị vua có quyền lực nhất thế gian, là thống lãnh cõi đất, là các cái vị vua chuyển luân thánh vương, làm vua cả bốn châu thiên hạ, và hơn cả các cái vị vua cõi trời, tứ đại thiên vương, hay là cõi trời Đao Lợi Thiên, hay là một vị Ngọc Hoàng Thượng Đế, Sắc Ca Thiên Chủ. Thì những vị ấy vẫn không thù thắng bằng những cái vị mà đã thấy được pháp, những vị mà đã giác ngộ được các chân lý, các sự thật. Vị ấy còn hơn cả những cái vị vua thống lãnh cõi đất, hay là chủ cả cái cõi thiên giới, cũng không bằng những người thấy pháp. Vậy là pháp có sự cao thượng như vậy, có sự thù thắng như vậy, có sự tối thượng như vậy. Này thì pháp là có khả năng hướng thượng, nhưng mà là một cái người chưa gặp pháp thì mình không có nương vào đâu để mà hướng lên được. Còn nếu như mà mình gặp được pháp thì mình nương vào giáo pháp thì mình mới có thể tiến hóa,
mới có thể hướng thượng, mới có thể đạt được cái sự có sự thù thắng ở trong nội tâm của mình được. Vậy thì pháp có thể đưa người từ thấp kém và tăng trưởng dần lên nên cái mức độ cao thượng hơn. Vậy thì pháp có khả năng hướng thượng là như vậy, từ phàm nhân có thể trở thành thánh nhân, từ ác nhân có thể trở thành hiền nhân, từ cái người tà kiến trở thành chánh kiến, từ cái người ngu si trở thành người trí tuệ, từ một chúng sinh khổ đau và sinh tử trở thành vô sinh bất tử, thì pháp là có khả năng hướng thượng. Như vậy thì mình hãy niệm đến cái ân đức pháp, đó là pháp của Đức Thế Tôn thuyết giảng có khả năng hướng thượng. Pháp mà Đức Thế Tôn thuyết giảng là pháp ấy là đưa đến cái sự hướng thượng, pháp có khả năng hướng thượng, pháp Thế Tôn thuyết giảng, thì mình cứ tưởng niệm liên tục như vậy thì mình sẽ đạt đến sự nhất tâm định tính. Cái tịnh tín của mình nó tăng lên, cái niềm tin vào giáo pháp nó tăng lên, trí tuệ của mình nó tăng lên, cái tâm hân hoan hoan hỉ với giáo pháp, và mình sẽ nhiệt tâm trong cái sự thực hành giáo pháp để chứng đạt được giáo pháp. Đấy là cái sự niệm ân thứ pháp, là cái ân đức thứ năm. Opalajiko Bhagavata Thammo. Và đến cái ân đức cuối cùng là Pachatham Veditapo Vinyuhiti, là pháp được Đức Thế Tôn có khả năng hướng thượng. Pháp là được bậc có trí tự mình giác hiểu, tức là pháp của Đức Phật là vậy, rất là thâm sâu, rất là vi diệu, và ở trên đời này chỉ những người có trí tuệ mới hiểu được pháp, chỉ những người có trí tuệ mới chấp nhận pháp, chỉ có người có trí tuệ mới thực hành, và chỉ những bậc có trí tuệ mới có thể chứng đạt, chứng đắc hay là giác ngộ được giáo pháp này. Cho nên khi Đức Phật mới thành đạo thì Đức Phật quan sát cái căn tánh của chúng sinh, thì Đức Phật biết là pháp này mà ta chứng ngộ rất là thâm sâu vi diệu, pháp này là pháp đưa đến sự ni dục, pháp này là pháp đưa đến đoạn trừ những phiền não khổ đau, mà trong khi đó tâm tánh của chúng sinh đa số phần lớn là hướng về sự tham dục, nặng nề về tham ái, vô minh tham ái chấp thủ rất là thâm sâu. Nếu ta nói pháp họ không hiểu được pháp thì thật là mệt mỏi cho ta. Đấy là cái sự suy nghĩ của Đức Phật, biết rằng trên thế gian rất ít người hiểu được pháp, không phải là ai cũng sẽ hiểu được pháp. Sau đó thì Đức Phật nhìn thấy cái đầm sen, thì có cái bông sen nó đã ra khỏi mặt nước, có mâm sen còn ở trong nước, có cái bông sen nó vẫn còn ở trong bùn, nó cũng tương tự như thế. Người nào mà có thể thấy được pháp, hiểu được pháp giống như là những bông sen ra khỏi mặt nước kia, và những người nào có ít cấu uế, ít ô nhiễm, ít phiền não thì những người ấy mới có thể hiểu, mới có thể chấp nhận. Vậy chỉ những người nào có ít tà kiến, có ít những cái tham dục, có ít sân hận thì cái người ấy khi học pháp họ mới hiểu, họ mới chấp nhận và mới thực hành, mới có thể thành tựu được giáo pháp. Vì vậy cho nên mình sẽ không nạ gì khi thấy rằng ở trên đời tại sao có rất nhiều người, người ta không chấp nhận giáo pháp, người ta không học giáo pháp, người ta không hiểu giáo pháp, người ta không chịu thực hành giáo pháp. Như vậy khi mà có những bậc trí khi nghe giáo pháp một cái là hiểu giáo pháp ngay, nhưng mà cũng có những người có nghe giáo pháp cả đời cũng không hiểu được giáo pháp. Với một cái người có trí mà thân cận bậc hiền trí thì sẽ thấy ngay được giáo pháp. Còn những người ngu si thiếu trí mà thân cận những bậc hiền trí thì cũng không thấy được giáo pháp. Vậy thì pháp chỉ có được những người trí tự mình giác hiểu. Tức là giống như là một cái người tự mình phải thắp đuốc lên mà đi. Đức Phật là bậc thầy, là người chỉ đường, là cái người chỉ dạy hướng dẫn cho mọi người cái con đường ấy, cái đạo nộ ấy, cái pháp môn tu tập đi đến giải thoát khổ đau như vậy, đã được pháp được Đức Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Nhưng mà Đức Phật không có cái khả năng là có thể đưa chúng sinh bằng cái sự giải thoát giác ngộ, bằng cái thần thông, bằng cái năng lực tha lực của mình, mà Đức Phật chỉ dạy để cho mọi người tự lực mình phải thực hành mà đi đến cái sự giải thoát an vui. Vậy thì pháp
là được người có trí tự mình ra cái hiểu là như thế. Vậy thì cái người có trí thì có rất nhiều những cái người có trí khác nhau. Tức là có những người mình học pháp, mình hiểu pháp, có những người mình thực hành, mình chứng đắc được giáo pháp ở những cái mức độ từ thấp đến cao, có cái sự khác nhau mà thôi. Vậy cái người nào có cái trí tuệ nhiều thì cái người ấy sẽ tiếp thu được giáo pháp, thành tựu được giáo pháp ở cái mức độ lớn. Cái người nào có cái trí tuệ thấp thì mình sẽ tiếp thu giáo pháp ở cái mức độ thấp. Cái người không có trí tuệ thì không tiếp thu được giáo pháp. Nó giống như là một cái cơn mưa, mưa xuống rất là bình đẳng, cỏ cây, đất trời đều như nhau hết. Thì những cái cây lớn hơn thì sẽ hấp thụ được cái nước mưa đấy nhiều hơn, cái cây nhỏ thì sẽ hấp thụ được cái nước ấy ít hơn. Còn có những cái lá cây như cái lá sen thì nó không hấp thụ giáo pháp, nước vào nó trượt đi. Cũng như vậy, đối với những bậc trí khi mà được gặp giáo pháp, học giáo pháp thì ngay tức thì sẽ giác ngộ giáo pháp. Cho nên có khi Đức Phật thuyết giảng giáo pháp chỉ một cái bài kệ ngắn, một cái câu kệ, hai câu hoặc bốn câu kệ cũng đủ khiến cho một bậc trí có thể giác ngộ được chân lý tứ thánh đế, chứng đắc tứ thánh đạo, tứ thánh quả, niết bàn rồi. Còn có khi Đức Phật chỉ cần thuyết một cái bài kinh dài, là một cái bậc trí có thể nghe cái phần mở đầu cũng đã có thể giác ngộ. Một cái bậc trí tuệ mức độ bậc trung nghe xong một nửa bài thì có thể giác ngộ. Một cái bậc cái trí tuệ thấp hơn nữa nghe hết một bài pháp cũng có thể đi đến giác ngộ. Vì vậy nên là có khi trong một thời pháp Đức Phật thuyết giảng một bài pháp, một bài kinh đã có vô số chúng sinh chứng đắc được đạo quả niết bàn, giác ngộ được chân lý tứ thánh đế rồi. Còn có những cái người cái trí tuệ thấp hơn nữa thì sau khi nghe pháp rồi cần phải ghi nhớ pháp, cần phải thọ trì pháp, cần phải thực hành pháp một cách tuần tự, về giới thanh tịnh, về tâm thanh tịnh, về kiến thanh tịnh, đoạn nghi thanh tịnh, đạo phi đạo chi kiến thanh tịnh, đạo hành chi kiến thanh tịnh, rồi mới đạt đến sự chi kiến thanh tịnh, tức là phải đi từng bước từ thấp cho đến cao. Còn có những người thì phải thực hành trong một thời gian dài, có những người hành một ngày đến bảy ngày, một tháng đến bảy tháng, một năm đến bảy năm mới có thể giác ngộ được giáo pháp. Có những người có thể thực hành hết đời này cũng chưa giác ngộ được mà cần phải tiếp tục thực hành trong những kiếp tương lai thì mới giác ngộ được giáo pháp. Vậy thì cái trí tuệ của con người có cao thấp khác nhau, cho nên là cái sự tiếp nhận giáo pháp, thực hành giáo pháp nhanh chậm khác nhau. Vậy thì giáo pháp là tự mình tu tập và đi đến giác ngộ, là tùy theo cái năng lực trí tuệ của mình mà có thể đạt được cái sự giác ngộ ấy ở trong cái thời gian ngắn hay là trong một thời gian dài. Còn khi nào mình đã chấp nhận giáo pháp, có cái sự thọ trì giáo pháp, có sự thực hành giáo pháp thì chắc chắn là mình sẽ đi đến cái sự giác ngộ, đi đến cái sự giải thoát an vui. Đấy là cái ý nghĩa của cái ân đức thứ 6, đó là pháp được những bậc trí tự mình giác hiểu, pháp được người có trí tự mình sẽ giác ngộ ra. Vậy thì đấy là ân đức thứ 6. Vậy thì khi mà một người thực hành pháp thiền, niệm ân đức pháp sẽ có 6 ân đức như vậy. Đó là pháp được Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người có trí tự mình giác hiểu. Thì đấy là 6 ân đức pháp mà một người thực hành, niệm ân đức pháp từng ân đức một. Như là một người niệm cái ân đức nào mà mình, trong 6 ân đức ấy mình có thể lựa chọn cái ân đức nào đấy mà mình cảm thấy dễ hiểu nhất, cảm thấy hoan hỷ nhất, thì mình hãy thực hành tưởng niệm cái ân đức ấy ở cái bước đầu tiên. Ví dụ như là niệm cái ân đức đầu tiên, Sokkhato Bhagavata Thammo, là pháp được Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, thì mình hãy ngồi kiết già hay bán già hay ngồi trang nghiêm, giữ lưng thẳng, giữ đầu thẳng, nhắm mắt lại và trong tâm của mình hướng đến pháp của Đức Phật, pháp mà Đức Thế Tôn đã thuyết giảng. Đó là có pháp học, pháp hành, pháp thành tựu, hay là pháp về giới, về định, về tuệ, hay là pháp là kinh luật luận, hay là pháp là những cái chân lý tứ thánh đế, hay là một cái pháp môn nào đó mà mình đã am hiểu, mà mình đã được học, đã được thọ trì, hay là pháp, một cái pháp môn nào đấy mình đã rất là kính trọng, có cái sự thấu hiểu sâu xa, thì mình hãy hướng tâm về cái pháp môn ấy, hãy hướng tâm về giáo pháp ấy và hãy tưởng niệm như vậy.
pháp được Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, pháp được Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng. Sokkhato Bhagavata Thammo, niệm thầm ở trong tâm, cứ niệm liên tục như vậy, và mình sẽ cảm thấy cái tâm của mình hân hoan, cái lòng tịnh tín của mình nó phát sinh, nó sinh khởi, và mình càng lúc cái tâm hoan hỷ nó càng mạnh mẽ, càng sung mãn lên. Đấy sẽ là động lực để cho mình thực hành giáo pháp ở những cái bước cao hơn nữa, để mình đi đến cái sự chứng đắc các cái những cái pháp thượng nhân, chi kiến thủ thắng. Thì đấy là cái sự thực hành giáo pháp là như vậy. Và bây giờ thì sư đã giảng xong cái 6 cái ý nghĩa về niệm ân đức pháp rồi, thì bây giờ là đến cái giờ thực hành thiền, để mọi người sẽ được thực hành cái pháp thiền niệm ân đức pháp này ngay lập tức. Đó là mình sẽ dành một cái khoảng thời gian, bây giờ đến cái lúc mà mình sẽ công phu hành thiền và niệm ân đức pháp khoảng 10-20 phút, sau đó thì mình sẽ quay sang niệm mà hơi thở vào ra. Thì ân đức pháp là một, cũng là một cái pháp thiền bảo hộ, một cái pháp để cho mình phát khởi lên cái niềm hoan hỷ, cái niềm tịnh tín đối với giáo pháp. Và sau đó thì mình sẽ thực hành thiền hơi thở để mình phát triển về cái định, cái thiền định thâm sâu, để làm nền tảng cho cái sự thực hành thiền Vipassana, đi đến cái sự giác ngộ sau này. Dạ, con kính bạch sư là hôm nay có một số Phật tử mới nhé sư. Sư cho Phật tử vài phút về cái chủ đề hơi thở để họ biết cách đó thực tập. Sẽ hành thiền niệm ân đức pháp và thiền niệm hơi thở. Đầu tiên là mình ngồi giữ lưng thẳng, đầu thẳng, nhắm mắt lại, và mình hướng tâm đến pháp, và mình niệm cái ân đức là pháp được Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng. Cứ thế mà niệm thôi, và mình vừa niệm mình vừa suy nghĩ đến ý nghĩa mà Đức Thế Tôn đã khéo thuyết giảng giáo pháp, tức là Đức Thế Tôn là bậc rất là thiện xảo trong cái sự thuyết pháp, như là thuyết pháp về giới định tuệ, thuyết pháp về tứ thánh đế, để dẫn dắt một cái người từ vô minh đi đến giác ngộ giải thoát. Đấy là cái sự thiện xảo khéo léo trong cái sự thuyết giảng giáo pháp của Đức Phật. Khoảng chừng 10 phút đầu mình niệm ân đức pháp như thế để cho tâm mình hoan hỷ lên, rồi sau đó mình quay trở về hơi thở, nhận biết hơi thở vào ra, thì mình cứ để cho hơi thở tự nhiên nó đi vào, hơi thở tự nhiên đi ra. Mình hướng tâm lên trước cửa mũi, cái da ở môi trên hoặc hai bên cánh mũi này, thì sẽ có cái làn gió của hơi thở nó đi vào đi ra, nó sẽ chạm vào cái da đó, và mình cứ biết hơi thở vào, biết hơi thở ra một cách nhẹ nhàng, tự nhiên, đều đặn và liên tục. Đấy là cái thiền niệm hơi thở, để cho hơi thở vào ra tự nhiên nhất, mình không điều khiển hơi thở, và chú tâm quan sát hơi thở ở cái mức trung bình vừa vừa. Khi mà những cái suy nghĩ vọng tưởng nó khởi lên thì mình tự mình nhắc tâm, nhắc nhở mình là hãy buông bỏ cái suy nghĩ này, hãy quay về nhận biết hơi thở, nhận biết hơi thở. Và quan sát hơi thở cũng không cần quá mạnh mà cũng không quá nơ nà, thản nhiên tự tại, cứ an nhiên tự tại mà nhận biết hơi thở vừa vừa, duy trì cái chánh niệm tỉnh giác đấy liên tục, rồi dần dần mình sẽ đạt đến cái sự nhất tâm định tĩnh. Thì niệm ân đức pháp để cho tâm của mình xua đi những cái tạp niệm năng xăng, làm cho mình phát khởi lên cái hoan hỷ, phát khởi lên cái lòng tịnh tín đối với giáo pháp, rồi sau đó thì quay về niệm hơi thở vào ra. Để bây giờ bắt đầu mọi người sẽ ngồi, ngồi hai chân bằng nhau, không cần, nếu như mà mình đau chân thì mình không cần chồng chân lên nhau, mà một chân trong một chân ngoài, và hai tay của mình để ở trên hai chân, một tay trên tay dưới cũng được, hoặc là hai tay mình để trên đầu gối cũng được. Và lưng giữ thẳng, mình không nên trùng lưng, giữ lưng thẳng, giữ đầu thẳng, chứ mình không nên cúi đầu, nhắm mắt vào chứ không nên mở mắt. Và khi nhắm mắt vào rồi, mình hướng tâm đến pháp, pháp của Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, pháp được Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng. Còn nếu như ai mà đã học cái bài ân đức pháp bằng tiếng Pali thì mình hãy niệm ân đức pháp bằng tiếng Pali. Sokkhato Bhagavata Thammo, Sokkhato Bhagavata Thammo. Hoặc là mình chưa nhớ được câu đấy thì mình chỉ cần niệm là pháp được Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, là cái sự hoàn hảo thiện lành ở cả đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối, đó là giáo pháp của Đức Thế Tôn. Và cứ tưởng niệm pháp như vậy 10 phút đầu, sau đó thì mình sẽ niệm hơi thở
ở cái 20 phút về sau. Đấy là thời thiền 30 phút đầu. Đây, bây giờ bắt đầu vào thời ngồi thiền. À, bây giờ đã hết giờ hành thiền, hết 30 phút hành thiền rồi. Thì, đến giờ này đại chúng sẽ giải lao 20 đến 30 phút. Nếu ai mà không cần giải lao cứ ngồi thiền tiếp thì cũng được. Còn sau giờ giải lao lại là giờ hành thiền thứ hai, mọi người hành thiền 30 phút. Và sau giờ hành thiền là giờ trình pháp, có 30 phút trình pháp nữa.